Sáng nay ngày 28 tháng 6, ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, đa số các thí sinh đến sớm ổn định tâm lý, tranh thủ ôn bài và khá thoải mái trước khi vào phòng thi. Hầu hết các em đều được phụ huynh đưa đón, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết giao thông. Đến kiểm tra tình hình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến một số phòng thi, động viên tinh thần thí sinh, chúc các em đạt kết quả cao và gửi lời chúc cán bộ coi thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Báo cáo tại buổi kiểm tra, cô Lê Thị Minh Hà, trưởng điểm thi Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông với quy mô quốc gia nên công tác coi thi được tuân thủ chặt chẽ, đúng quy chế, đảm bảo một phòng thi có 2 cán bộ coi thi, gồm một trung học cơ sở và một trung học phổ thông. Không cùng trường, cán bộ chỉ coi thi một lần tại một phòng thi. 2 cán bộ từng coi thi chung với nhau sẽ không coi thi lại với nhau. Trong buổi làm thủ tục dự thi diễn ra hôm qua, khá đông thí sinh mang các vật dụng không cần thiết. Điểm thi đã cho thí sinh cặp dược việc gửi đồ, nhưng do nhiều thí sinh gửi khiến công tác cập rập. Rút kinh nghiệm, đến sáng nay, thí sinh chủ động mang đồ dùng cần thiết, lượng thí sinh gửi đồ đã giảm nhiều. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh và nhắc thật kỹ vấn đề cán bộ coi thi phải nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị khác để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh. Tinh thần việc chuẩn bị rất là chu đáo. Ngày hôm qua cũng đã có một đợt kiểm tra trước và đến ngày hôm nay thì những cái gì tồn tại ngày hôm qua thì hôm nay đã được điều chỉnh và các thầy cô đã có vị trí thực hành nhiệm vụ đã rất đúng giờ. Cái mà thành phố mong muốn là các em học sinh của mình sẽ phát huy được hết cái năng lực trong kỳ thi này để có kết quả tốt nhất có thể, và quan trọng là chúng ta có một kỳ thi an toàn đúng quy định. Thì có những cái quy định đã rất là rõ ràng rồi thì cố gắng nhắc nhở không mang các vật dụng cấm vào phòng thi. Đưa cháu ngoại đi thi và đứng chờ trước cổng trường hơn 2 tiếng đồng hồ, cô Phạm Thị Hoa, ngụ quận Bình Thạnh cho biết, suốt thời gian ôn thi, tuy vất vả nhưng cô hạnh phúc vì được lo cho cháu ăn học đến nơi đến chốn. Vất vả nhưng cô rất là hạnh phúc được lo cho cháu. Cháu ở nhà cô từ nhỏ tới lớn, nhưng nhà cô thì cháu, ba cháu mất rồi, bởi vì nhiều khi cháu nghe cháu không có dám chia sẻ những gì nhiều quá, bởi giờ cô cũng không có biết gì nhiều. Nhiều khi cháu nó nói gì thì cô động viên tới cho cháu thôi, nó còn cứ yên chí đi, đằng nào cũng lúc có bà ngoại ở bên lưng con hết, con đừng lo. Chú cảm thấy hồi sáng này khi đưa bé đi thì bé, tâm trạng của bé có thoải mái là chuẩn bị? Đúng rồi, cháu thoải mái, cháu dậy sớm, cháu ôn bài, thấy cháu cũng thoải mái, mình cũng tin tưởng con mình vậy. Sau 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, em Kiêu Trân, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, ở phần đọc hiểu và nghị luận xã hội với câu hỏi về sự cần thiết phải biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống, vì đây là vấn đề quen thuộc, không đánh đố, nên em làm bài khá chắc chắn. Tuy nhiên, phần nghị luận văn học với tác phẩm Vợ Nhạc của nhà văn Kim Lân, Trân còn đắn đo vì bản thân chăm chút ôn luyện ở tác phẩm Người lái đò sông Đà hoặc Vợ chồng A Phủ hay Đất nước. Đây cũng là tâm trạng chung của các thí sinh khác khi cho rằng phần nghị luận văn học khá khó. Là có tiếng phân loại cao, tại vì là đề này là không ai ngờ sẽ ra cái đoạn này hết chị. Là bên bà em cũng không ngờ ra bài này, với lại nó ra cái đoạn cuối nữa, nên em nghĩ là sẽ có tính phân loại cao. Em thấy là so với năm ngoái thì có vẻ năm nay nó sẽ khó hơn năm ngoái. Đúng không? Còn nếu mà xét về độ phân hóa thì nó có phân hóa thì ở trên thì nó dễ hẳn, còn ở dưới thì nó khó. Phân tích được phần đọc hiểu thì em nghĩ là làm được tầm 3 điểm thì nó là 2,5. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà đội hình sinh viên tình nguyện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023.